Theo thông báo từ AFC, UAE đã trở thành quốc gia tổ chức các trận đấu còn lại của bảng G, vòng loại thứ hai World Cup 2022, với sự tham gia của 4 quốc gia Đông Nam Á là đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Ban đầu Thái Lan và UAE xin đăng cai bảng các trận đấu còn lại của vòng loại thứ hai World Cup 2022. Tuy nhiên, sau khi AFC tuyên bố sẽ không tài trợ kinh phí tổ chức cho nước chủ nhà, thì Thái Lan đã xin rút. Trong khi đó, UAE vượt trội hơn hẳn trong việc đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của AFC từ sân bãi, khách sạn, điều kiện đi lại, ăn ở cho tới các quy định về y tế liên quan đến ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra từ ngày 31 tháng 5 tới 15 tháng 6 năm 2021. Trong đó bảng G của Việt Nam diễn ra từ ngày 3 tháng 6 đến 15 tháng 6. Đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Malaysia ngày 7 tháng 6, Indonesia ngày 11 tháng 6 và UAE ngày 15 tháng 6. Việc thi đấu tập trung tại một địa điểm mang tới những khó khăn và thuận lợi nhất định cho đội tuyển Việt Nam trong hành trình tìm kiếm tấm vé vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiết kiệm được thời gian di chuyển. Tuy nhiên, sẽ có bất lợi cho đội tuyển Việt Nam ở trận đấu được dự báo mang tính quyết định vị trí dẫn đầu bảng G sau vòng loại thứ hai với chủ nhà UAE. Theo quy định, 8 đội dẫn đầu và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ tiếp tục chia thành hai bảng để bước vào vòng loại cuối cùng nhằm cạnh tranh 4-5 suất tham dự vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar. Trong kế hoạch chuẩn bị cho 3 trận đấu cuối cùng của vòng loại thứ hai World Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đề nghị Liên đoàn bóng đá Việt Nam tạo điều kiện cho đội tuyển Việt Nam đi tập huấn nước ngoài tại một quốc gia có khí hậu tương đồng với UAE. Có thể thấy, từ trước đó chiến lược gia người Hàn Quốc đã tính đến phương án khi UAE trở thành điểm thi đấu tập trung thì các cầu thủ Việt Nam sẽ không gặp khó khăn về sự thay đổi khí hậu. Nhân sự của đội tuyển Việt Nam về cơ bản cũng đã được sàng lọc và kiểm tra phong độ thông qua 2 trận đấu tập với đội tuyển U22 vào cuối năm 2021. Huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn còn gần 3 tháng để theo dõi và đánh giá chất lượng các học trò thông qua hệ thống giải chuyên nghiệp sẽ diễn ra từ trung tuần tháng 3. Quãng thời gian này cũng đủ để các chân sút như Đình Trọng, Duy Mạnh lấy lại phong độ sau khi bình phục chấn thương. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau 5 trận và để chắc chắn có vé đi tiếp, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cần bảo toàn được vị trí đầu bảng. Đây là nhiệm vụ khó khăn trong bối cảnh thi đấu với mật độ 4 ngày một trận. Tính toán về mặt điểm số và cục diện ở bảng G lúc này, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cần giành được 7 điểm trong 3 trận đấu cuối cùng sẽ có cơ hội rất lớn để giành ngôi nhất bảng.